Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu văn bản Tốt tô chan bên cửa sổ Khi trẻ con lớn lên trong tình thương Văn bản này thuộc chủ đề bài số 8 Của sách giáo khoa chân trời sáng tạo lớp 8 Cánh cửa mở ra Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của văn bản với cô nhé Mình sẽ đến với phần đầu tiên Phần 1 tìm hiểu chung một nhỏ trí thức ngữ văn Trong phần trí thức ngữ văn, cô sẽ cung cấp lại cho các em những kiến thức liên quan đến văn bản giới thiệu. Văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim thuộc kiểu văn bản thông tin. Thứ hai, thông tin chung về tác phẩm. A nhỏ về thể loại, văn bản này thuộc thể loại văn bản thông tin, về bố cục 3 phần. Các em có thể lấy sách giáo khoa và đánh dấu phân chia 3 phần như cô đã hướng dẫn ở đây. Phần 1 giới thiệu chung về tác giả và cuốn sách, phần 2 trình bày nội dung của cuốn sách và những điều đặc biệt của cuốn sách Phần 3, bài học được rút ra và thông điệp của tác phẩm tới người đọc. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đọc hiểu văn bản. Mình sẽ đi tìm hiểu mục 1 nhỏ, những đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách. Cô có phiếu học tập số 1 như sau, các đặc điểm và nội dung. Với phiếu học tập số 1, cô có gợi ý cho các em như sau. Đặc điểm của một văn bản thông tin sẽ có các phần như Sapo, cấu trúc của văn bản và yếu tố phi ngôn ngữ. Thì với văn bản này, phần Sapo đã nêu sự phổ biến của tác phẩm thông qua số lượng phát hành và sự yêu thích của người đọc. Cấu trúc của văn bản gồm có 3 phần, phần 1, đoạn 1 và 2, phần 3, phần 2 từ đoạn 3 cho đến đoạn 8. Phần 3 là hai đoạn cuối. Nội dung của phần 1 là giới thiệu tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Phần 2, tóm tắt nội dung của cuốn sách, nêu ấn tượng của người viết về cuốn sách. Phần 3, sự phổ biến của cuốn sách trên toàn thế giới và ý kiến của người viết về giá trị của cuốn sách. Yếu tố phi ngôn ngữ đã được sử dụng ở trong văn bản đó chính là hình ảnh của cuốn sách. Chúng ta rút ra kết luận như sau, đây chính là văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hiệu quả và thu hút tới người đọc. Chúng ta tìm hiểu phần 2 nhỏ, cách triển khai thông tin của đoạn văn. Cô có yêu cầu sau, em hãy xác định câu chủ đề trong đoạn văn và cho biết tác giả sử dụng cách triển khai nào. Các em hãy đọc thật kỹ đoạn văn của cô đưa ra trên màn hình nhé. Với đoạn văn của cô đưa ra trên màn hình, cô sẽ có gợi ý cho các em trả lời như sau. Đoạn văn được triển khai theo cách diễn dịch. Đoạn văn được triển khai theo cách diễn dịch, vì vậy câu chủ đề sẽ là câu đầu tiên của đoạn văn và các câu sau sẽ triển khai nội dung của câu diễn dịch câu chủ đề của đoạn văn đó chính là câu từ đấy hành trình đến trường của Tô Chan trở thành những ngày tháng thú vị không còn bị mọi người chế trách như ở trường cũ câu văn chủ đề được cô in đỏ ở đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 3 ý nghĩa của nhan đề và mục đích của văn bản cô có phiếu tập số 2 như sau nội dung chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhan đề và ý nghĩa của nhan đề mục đích của văn bản với phiếu học tập số 2, cô có các gợi ý cho các em như sau. Nhan đề đã tạo ra sự tò mò, hứng thú cho người đọc và thể hiện phần nào ý nghĩa của văn bản. Mục đích của văn bản, tác giả viết văn bản này nhằm mục đích giới thiệu cuốn sách và lan tỏa ý nghĩa của phương pháp giáo dục trẻ em rất tiến bộ của thầy hiệu trưởng, trưởng Tô Tomo trong cuốn sách. Mục 4, mối quan hệ giữa các chi tiết và thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản của văn bản là sự miêu tả mong muốn, khao khát của những đứa trẻ và sự thấu hiểu, lắng nghe của giáo viên. Chúng ta không được gò bó các em và kế hoạch của cô giáo. Trẻ em cần có cơ hội vui chơi tự do thoải mái trong thiên nhiên, ước mơ của trẻ em lớn hơn nhiều so với kế hoạch của các cô giáo. Và lời khen của thầy hiệu trưởng đưa ra, em là một cô bé ngoan đã giúp Tô tốt tốt Chan hiểu và phấn đấu trở thành một người thành công và hạnh phúc. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến phần tổng kết. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thật kỹ ngữ liệu đã được đưa ra ở trong sách giáo khoa nhé. Cô sẽ có gợi ý cho các em như sau: Về giá trị nội dung, văn bản đã giới thiệu câu chuyện về cô bé tốt tô chan và cách giáo dục ở ngôi trường tô Mô ý nghĩa nhân văn trong cách giáo dục của thầy hiệu trường và ngôi trường này. Giáo dục phải dựa trên tình yêu thương và tôn trọng trẻ em. 2. Giá trị về nghệ thuật Văn bản mang các đặc điểm của một văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách, có sự kết hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ và yếu tố phi ngôn ngữ ở đây chính là hình ảnh, kết hợp giữa phương thức thuyết minh và tự sự. Thông qua phần phân tích văn bản này, đó cũng chính là những gợi ý của cô đưa ra để giúp các em có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy truy cập trang lời giả hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô sẽ gặp lại các em trong những buổi học sau. Tạm biệt các em.